Thưa quý vị, năm 2023 tiếp tục là một năm nhiều khó khăn với hầu hết các ngành, các lĩnh vực, trong đó có ngành y tế. Tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế, nhân viên y tế nghỉ việc diễn ra tại nhiều cơ sở y tế trên cả nước và ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Trong bối cảnh khó khăn, bằng tinh thần đoàn kết, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, nâng cao chất lượng dịch vụ, phục vụ người bệnh, năm 2023, Bệnh viện Vũng Tàu tiếp tục đạt nhiều kết quả trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn. Dù khá xa nhà, nhưng chị Nguyễn Thị Giang ở xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc vẫn lựa chọn Bệnh viện Vũng Tàu để sinh con đầu lòng. Ấm áp, an toàn từ sự chăm sóc tận tình, chu đáo của đội ngũ nhân viên y tế khoa sản là cảm nhận của chị Giang trong những ngày lưu lại bệnh viện. Em cảm thấy rất là thoải mái khi mà nằm ở đây. Từ lúc mà sinh cho tới lúc chuẩn bị ra viện, các bác sĩ đón tiếp bệnh nhân rồi. Lúc chuẩn bị vào phòng mổ, rồi sau dịch vụ sau mổ là rất là tốt rồi. Ông Phạm Văn Cung điều trị bệnh lý viêm phổi tại khoa tim mạch lão học Bệnh viện Vũng Tàu gần một tuần nay. Ở miền Bắc vào thăm các con tại thành phố Vũng Tàu, không may bị bệnh và phải nhập viện. Nhưng ông Cung rất xúc động với sự chăm sóc tận tình, thái độ giao tiếp nhẹ nhàng của đội ngũ nhân viên y tế tại đây. Tôi cảm thấy là các bác là phục vụ là hết sức tận tình. Đấy, đã xóa được cho tôi cái suy nghĩ về rằng những cái tiêu cực của cái ngành y tế mà vừa rồi nhiều người còn đồn đoán. Năm 2023, Bệnh viện Vũng Tàu khám chữa bệnh cho 350.000 lượt bệnh nhân. Công suất sử dụng giường bệnh của bệnh viện đạt 103%. Tỷ lệ chuyển viện giảm 0,2% so với năm 2022. Đáng ghi nhận là trong năm qua, chỉ số hài lòng của bệnh nhân khám chữa bệnh tại bệnh viện đạt 98,8%, cao hơn năm 2020 đến 10%. Kết quả này là sự nỗ lực không ngơi nghỉ của tập thể lãnh đạo, đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Vũng Tàu. Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân, ngay từ đầu năm 2023, Bệnh viện Vũng Tàu đã triển khai phòng khám nhi dịch vụ, phòng nội trú dịch vụ, cùng các kỹ thuật mới như gây tê thần kinh dưới hướng dẫn siêu âm, thu thập máu dây rốn để phân lập tế bào gốc. Song song đó, bệnh viện chuẩn bị nhân vật lực để triển khai các kỹ thuật điều trị chuyên sâu ở năm tiếp theo. Trong năm 2023, đã có 167 người tại Bệnh viện Vũng Tàu được cử đi đào tạo, trong đó có 40 bác sĩ đào tạo sau đại học, chiếm gần 1/2 số bác sĩ toàn bệnh viện. Kỹ năng giao tiếp ứng xử của nhân viên y tế đối với người bệnh tiếp tục được chuẩn hóa đồng bộ ở các khoa phòng. Trong năm 2024 thì theo cái định hướng mà sở đã giao thì bệnh viện sẽ thực hiện các cái đề án bệnh viện vệ tinh với lại các cái bệnh viện tuyến cuối thành phố Hồ Chí Minh, trong đó là các bệnh viện vệ tinh như là bệnh viện vệ tinh với bệnh viện Nhi Đồng 2 về lĩnh vực nhi khoa, thực hiện đề án bệnh viện vệ tinh với lại bệnh viện 115 về đột quỵ. Đây là những cái mũi nhọn mà sở đã giao và bệnh viện cũng đang tập trung mọi nỗ lực để làm sao đó hoàn thành được cái nhiệm vụ. Trong năm 2024, Bệnh viện Vũng Tàu tiếp tục đầu tư các nguồn lực phát triển các kỹ thuật về chỉnh hình sọ não, nội soi, thành lập đơn vị đột quỵ, chuẩn bị nhân sự, cơ sở vật chất, triển khai kỹ thuật can thiệp mạch máu.